Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận, gói hỗ trợ mới của Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn phòng không, đạn cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo và đạn cối, tên lửa chống tăng Javelin và các loại vũ khí chống tăng khác. Theo ông Kirby, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ công bố các gói hỗ trợ lớn khác trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong dài hạn, nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, hỏa lực tầm xa và vũ khí chống tăng, cũng như duy trì các thiết bị mà Mỹ đã cam kết trước đó. Kể từ tháng 4 năm 2023, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp 9 gói hỗ trợ an ninh dành cho Ukraine. Tính từ năm 2022 đến nay, tổng giá trị viện trợ quân sự của Washington cho Kiev đã lên tới hơn 50 tỷ đô la Mỹ.